Rồi xe ủi đất tới đây. Ủi đất, ủi đất, ủi đất, ủi đất. Thấy vậy ba. Ủi đất à, ủi tiếp. Nhưng mà xe ăn cẩu con mà. Rồi xe ăn cẩu chạy lại. Xe ăn cẩu chạy lại, xe ăn cẩu chạy lại. Chạy lại. Lại lại chạy luôn. Nè 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 nè. Rồi xe ăn cẩu múc nè ha, múc đất nè. Kệ nó đi. Nè, xe ăn cẩu múc đất nè boy ơi, coi xe ăn cẩu múc đất nè. Rồi đem xe ben lại, đem xe ben lại. Đổi vô. Đổi vô. À, đổi vô xe ben nè. Rồi máy bay bay lại, máy bay bay lại. Đó, đáp xuống. Rồi. Lại cẩu xe này lên. Cẩu xe này lên luôn. Máy bay lại cẩu xe này lên luôn. Chiếc xe này bị hư rồi, máy bay nó bay nó cứu xe này lên nè. Rồi. Rồi đó, rồi đó, giờ tới bôi đây, tới bôi múc đi. Đó. Rồi, múc đất vô. Rồi đưa qua xe ben nè, đưa xe ben. Đúng rồi. Rồi, múc đầy vô. Giờ cho chiếc máy bay nó bay lên cái mái đậu đi. Bay lên gốc mai cho đậu đi, bay lên đó đi. Gốc mai kìa. Gốc mai kìa, cái gốc này nè, gốc cây này nè. Ừ đó, ừ cho bay lên gốc cây đậu đi. Ô, ô nó bay lên đó đậu nó đi. Ở đậu dưới thôi, đậu dưới thôi. Rồi, cho đậu đi, đó. Rồi, đâu rồi, xúc đất xong chưa? Chưa đủ. Chưa đủ rồi xúc tiếp. Đi, chuyện nhân vô mặt nha. Rồi, xúc tiếp đi. Ba chưa, ba con chưa. Sao đất cứng vậy? Ừ, đất cứng lắm, xúc từ từ thôi. Xong rồi nè. Rồi. Rồi xong rồi mình đẩy đất mình đi đổ qua bên kia đi, để mình xe nhà bên kia kìa. Rồi đẩy xe đó qua bên kia. Qua bên đây nè, qua bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Ở bên đó đó. À, chạy tới, đúng rồi. Ôi rồi, đúng rồi, đổ ra. Đổ ra. Chạy lên đây. Rồi, chạy lên luôn, chạy lên luôn, chạy lên đổ luôn. Rồi, chạy lên rồi hả đổ, đúng rồi. Đúng rồi, đổ gấp ra. Đổ ra. Mình cắt nhà mà. Đúng rồi, rồi cho chạy về. Rồi máy bay đậu trên đây rồi. Rồi múc đất tiếp đi. Hồi máy bay nó bay xuống. Hồi máy bay nó bay xuống. Ừ. Và quay xem xong á. Và con quay lại cái clip nãy nha. Ừ. Con múc đất chứ đừng. Coi lại cái clip nữa chàng. Ô máy bay trực thăng nó bay lại kìa, nó bay lại nè. Ô. Ô máy bay trực thăng nó bay nè. Xe ben. Xe ben đâu rồi? Trời ơi nó bay lên đây đậu lên đây. Xe ben nè. Ô nó bay lên nóc nhà đậu đây nè, đẹp không? Rồi, đây xúc tiếp đi. Xe ben đâu rồi? Đây, xe ben đây. Xe ben chạy lại. Đó, rồi đổ đất vô xe ben đi. Đúng rồi. Chơi đất thiệt luôn ta. Không phải mấy cái này rồi đó. Ừ. Ba. Ừ. Đừng biên nó không giữ quá. Nó mất đừng đừng có kêu nó đừng có chơi với nó nè. Ai bồi? Thằng Biên á. Lúc mà bỏ đi nhà này nè, có thằng Biên. Yêu ơi ba đạp. Ừ.
Rồi, xong rồi cho nó chạy đi đổ. Chạy lên, cố lên, cố lên, cố lên, rồi, cố lên. Cố lên, chạy qua luôn. Rồi, đổ xuống, rồi, đổ cho nó được rồi. Đổ mạnh lên. Đúng rồi, đổ tè le luôn. Rồi, xong rồi. Xong rồi, cho nó chạy về đi. Ủa, rồi. Múc đất nữa rồi, múc đi.